Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội xin kính chào quý vị. Nơi tôi đang đứng đây chính là giáo xứ Đồng Danh, thuộc giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình, Tổng giáo phận Hà Nội. Vào năm 2019, trong chuyến thăm mục vụ của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Ngài đã ưu ái gọi nơi đây là mảnh đất truyền giáo. Vì vậy, sứ mạng truyền giáo là điều cần được ưu tiên. Và trong ngày hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2021, giáo xứ lại vui mừng được đón cha xứ mới với một danh xưng thật đặc biệt, cha Francisco Xavier Trần Truyền Giáo. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật thứ 4 mùa vọng, ngày 19 tháng 12 năm 2021, cha Francisco Xavier Trần Truyền Giáo đã chính thức nhận sứ vụ chính xứ giáo xứ Đồng Danh. May là tất cả mọi người trong giáo xứ này đều là vui mừng phấn khởi và ai cũng có một tinh thần để phục vụ, để đón cha xứ mới. Tất cả mọi người đã sẵn sàng từ lúc tập hát này. Mấy tuần nay mọi người đã tập hát ở bên ca đoàn này. Các hội đoàn cũng họp hành và phân công bộ việc rất là đâu vào đấy. Chỉ có một tinh thần đón tiếp và chờ đợi. Nghi thức nhận sứ đã được long trọng cử hành trong thánh lễ do cha Tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự dưới sự ủy quyền của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Trước khi bước vào thánh lễ, thay mặt Đức Tổng giám mục Giuse, cha Tổng đại diện An Tôn đã vui mừng giới thiệu cha Francisco Xavier Trần Truyền Giáo chính thức là cha tân chính xứ của giáo xứ Đồng Danh. Kế đó, cha quản hạt Mỹ Đức Hòa Bình Giuse Vũ Văn Thoan đã công bố văn thư bổ nhiệm của bề trên giáo phận. Bổ nhiệm thư đã được cha Tổng đại diện trao cho cha tân chính xứ trong tràng pháo tay tràn đầy niềm hân hoan của cộng đoàn phụng vụ. Sau đó, cha tân chính xứ đến trước bàn thờ tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với đức tin của giáo hội, vâng phục đấng bản quyền, giảng dạy dân Chúa theo đúng ý muốn của Chúa và giáo hội. Sau khi cha Francisco Xavier tuyên xưng đức tin, cha Tổng đại diện An Tôn hướng dẫn cha tân chính xứ ngồi vào ghế chủ tọa, nhận giếng rửa tội, ngồi tòa giải tội, kéo chuông nhà thờ và mở cửa nhà chầu. Phần diễn nghĩa các nghi thức đã giúp cho cộng đoàn hiểu hơn về trách nhiệm và vai trò của cha tân chính xứ. Sau nghi thức nhận sứ, thánh lễ tiếp diễn như thường lệ. Cộng đoàn phụng vụ xuất sắc tham dự trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện đặc biệt cho cha tân chính xứ cũng như giáo xứ Đồng Danh. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha tân chính xứ đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đức Tổng giám mục Giuse đã tín nhiệm gửi ngài đến vùng truyền giáo là miền Đồng Danh này. Bên cạnh đó, cha Francisco cũng ngỏ lời cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Kính thưa các bố, các mế, các đứa, các cái, các ủn đan thôn hay. Mời mọi người về miền hòa bình ỏng tác rồi, ỏng rẹo rồi, trổng khoáng chén rồi, đầy rổ hay. Ảnh ru mọi người. Bạn vừa đặt câu hỏi là tôi có nhân duyên gì với vùng Hòa Bình, cách riêng là với giáo xứ Đồng Danh không? Tôi nghĩ ngay là có. Chắc có lẽ là có nhân duyên từ xưa. Ngay từ cái tên thánh và tên gọi bố mẹ đặt cho, có lẽ cũng là một lời tiên báo mời gọi tôi đến với vùng Hòa Bình. Năm 2010-2011, tôi đã rất may mắn được bề trên cho về giúp sứ tại giáo xứ Mường Việt, miền Lạc Sơn, Hòa Bình. Ở đấy một năm, với rất là nhiều những dấu ấn, những kỷ niệm. Và năm giúp sứ đấy thì cuối năm giúp sứ vào năm 2011 thì nhà thờ giáo xứ Đồng Danh này được khánh thành. Cha Giuse Đạo Báo Thuyết cũng mời tôi đến để dẫn chương trình cũng như là giúp lễ cho cái ngày lễ khánh thành đấy. Vì thế nên là có thể nói là miền Hòa Bình tôi có rất nhiều những dấu ấn, những kỷ niệm với những cái nhân duyên. Có một vị thánh nói cứ yêu đi rồi hãy làm gì thì làm. Khi mà trong cuộc sống của chúng ta làm công việc gì hay xử lý một công việc gì, hay đến ở đâu, khi mà đã có tình yêu thì chắc chắn hoa sẽ triển nở. Và khi đã có tình yêu, mọi việc đều có thể tốt đẹp. Vì thế, việc đầu tiên đến đây đó là tôi yêu mến miền Hòa Bình, yêu mến giáo xứ Đồng Danh và yêu mến mọi người. Việc mà quan tâm để trong với cái tinh thần truyền giáo thì chắc có lẽ là tất cả phải quan tâm tới tất cả mọi giới, từ các cụ đến mọi người. Nhưng mà mũi nhọn tôi tập trung quan tâm đó là các bạn thiếu nhi và giới trẻ. Thánh lễ đã kết thúc trong niềm hân hoan của bà con giáo dân giáo xứ Đồng Danh khi được đón nhận cha xứ mới. Hy vọng với tình yêu và lòng nhiệt thành truyền giáo của cha, đời sống đức tin của giáo xứ cách riêng và của miền Hòa Bình nói chung sẽ luôn được thăng tiến và triển nở. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!